Người xuất phát đầu tiên trong hành trình ngày hôm nay là bạn Nguyễn Tạ Kiều Trinh đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương, Phú Thọ. Chào bạn. Em chào chị Diệp Chi, em chào anh Ngọc Huy cùng toàn thể các quý vị khán giả có mặt tại trường quay ngày hôm nay ạ. Em tên là Nguyễn Tạ Kiều Trinh, học sinh lớp 11 chuyên Anh, trường Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương, Phú Thọ. Một lời giới thiệu đầy tự tin và rất thoải mái, có vẻ như bạn đã từng có kinh nghiệm xuất hiện trước đám đông. Trước đây thì em đã từng được các thầy cô giáo chọn dẫn chương trình cho một chương trình văn nghệ chào mừng lễ khai giảng ở trường ạ. Và có lẽ là cũng chính từ những kinh nghiệm đó mà bạn đã bày tỏ ước mơ là muốn trở thành một biên tập viên hoặc một phóng viên thường trú ạ. Tại sao lại là thường trú ạ? Dạ, bởi vì là hiện tại em đang học lớp 11 chuyên Anh ạ. Và ước mơ được đi nhiều, được giao du với thế giới bên ngoài là ước mơ từ nhỏ của em. Nên là em rất muốn được đi ra ngoài để biết thêm nhiều về thế giới ạ. Vâng, và bạn mong muốn được là phóng viên thường trú ở quốc gia nào ạ? Em rất muốn làm phóng viên thường trú ở Mỹ ạ. Ở Mỹ ạ? Vâng ạ. Vâng. Hy vọng là trong tương lai thì chúng tôi sẽ có cơ hội được kết nối với một đồng nghiệp từ nước ngoài là bạn. Em đã sẵn sàng để bước vào phần thi khởi động. Hãy cổ vũ thật nhiều cho bạn Nguyễn Tạ Kiều Trinh trong phần thi khởi động. Hãy cho biết sóng hợp là bức danh của ai? Bỏ qua. Của Trường Trinh ạ. Có mấy loại axit nucleic? 2. Đa giác đều nào có độ dài cạnh bằng độ dài đường kính đường tròn nội tiếp đa giác đó? Bỏ qua. Đó là hình vuông. Hình thức tổ chức xã hội cổ nhất còn tồn tại đến ngày nay là gì? Phong kiến. Đáp án là bộ lạc. Cuộc thi Robocon châu Á Thái Bình Dương 2018 được tổ chức tại quốc gia nào? Bỏ qua. Tại nước ta. Lực tương tác giữa nam châm với dòng điện là gì? Lực điện từ. Bạn có thêm 10 điểm. How many legs? No. Zero. Chính xác. Trong phản ứng hóa học, số oxy hóa của các nguyên tố có thể thay đổi hoặc không thay đổi, đúng hay sai? Đúng. Bạn có thêm 10 điểm. Ở môn bóng đá trong nhà, nếu không tính thủ môn thì mỗi đội có bao nhiêu cầu thủ trong sân? 4 thôi ạ. Câu hát bè trầm hòa bè cao trong màu xanh lá dày nhắc đến âm thanh nào? Đó là tiếng ve. Phía nam của tỉnh Hà Tĩnh tiếp giáp với tỉnh thành nào? Nghệ An. Quảng Bình ạ. Cân bằng điện ly thuộc loại cân bằng nào? Bỏ qua. Đáp án là cân bằng động. Và vừa rồi là những giây cuối cùng. Số điểm mà bạn Kiều Trinh nhận được trong phần thi khởi động là 30 điểm. Trải qua phần thi vừa rồi thì do em hơi run nên là cũng chỉ trả lời được 3 câu hỏi. Với số điểm đó thì em vẫn chưa thực sự hài lòng và em cần cố gắng hơn nữa trong các phần thi sau. Trước khi vượt chướng ngại vật, các thí sinh đang sở hữu những số điểm 90, 40, 10 và 30. Lúc này thì chướng ngại vật đã ở ngay trước mắt và ngày hôm nay thì các bạn sẽ phải nỗ lực thật nhiều để đi tìm. Chướng ngại vật là một từ khóa gồm có 11 chữ cái. Sau đây là các từ hàng ngang gợi ý. Người đưa ra sự lựa chọn đầu tiên là bạn Kiều Trinh, mời bạn. Em xin lựa chọn hàng ngang thứ hai ạ. Hàng ngang thứ hai gồm có 6 chữ cái. Sự lặp lại tình hình thời tiết ở một nơi trong một thời gian dài từ năm này qua năm khác và đã trở thành quy luật thì được gọi là gì? Ba bạn Kiều Trinh, Yến Linh và Tiến Quang đều đưa ra câu trả lời là khí hậu và bạn Hoàn Vũ thì chưa đưa ra phương án trả lời nào. Xin chúc mừng cả ba bạn, đó là một câu trả lời chính xác. Và tôi đã ngay lập tức nhận thấy tín hiệu xin trả lời chướng ngại vật của Hoàn Vũ, mời bạn. Em trả lời là cận xích đạo. Chướng ngại vật của bạn là cận xích đạo ạ. Có đủ 11 chữ cái không ạ? Để không ạ. Không đủ. Vâng. Tín hiệu xin trả lời chướng ngại vật của bạn Kiều Trinh. Bán hoang mạc ạ. Bạn Kiều Trinh cũng rất ngập ngừng khi đưa ra câu trả lời này. Và thật tiếc, đó cũng chưa phải là từ khóa mà ngày hôm nay chúng ta đi tìm ạ. Như vậy là cả bạn Hoàn Vũ và Kiều Trinh đều sẽ bị mất cơ hội thi tiếp ở phần thi này. Tuy nhiên, chúng ta vẫn còn có những cơ hội ghi điểm ở những phần thi sau. Và bây giờ thì có lẽ là hãy cùng cổ vũ cho bạn Yến Linh và Tiến Quang. Hy vọng là hai bạn sẽ sớm tìm ra từ khóa. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với sự lựa chọn của bạn Yến Linh. Em lựa chọn hàng ngang số 3. Hàng ngang thứ 3 gồm có 2 ký tự. Bội chung nhỏ nhất của số nguyên tố nhỏ thứ 2 và số nguyên tố nhỏ thứ 4 là bao nhiêu?
Câu trả lời của bạn Yến Linh là 12 và câu trả lời của bạn Tiến Quang là 21. Đã có một bạn thí sinh trả lời đúng và đó là người đang đứng ở vị trí cuối cùng ở trên sân khấu của chúng ta. Xin chúc mừng Tiến Quang. Mời Tiến Quang đưa ra sự lựa chọn về từ hàng ngang. Em thưa chị, em chọn hàng ngang thứ tư ạ. Hàng ngang thứ tư gồm có 3 chữ cái. Hãy cho biết từ nào còn thiếu trong câu thành ngữ của Thiên Trả. Cả Yến Linh và Tiến Quang đều có chung phương án trả lời là địa và đây hoàn toàn không phải là một câu hỏi khó. Chúc mừng hai bạn. Hãy cùng ngồi hộp chờ xem liệu sau khi góc hình ảnh ngay bây giờ xuất hiện thì có tiếng chuông nào vang lên hay không nhé. Và như vậy chúng ta đã có một người nhấn chuông ạ và đó là Tiến Quang. Mời bạn. Câu trả lời chướng ngại vật của em là địa Trung Hải ạ. Vâng, chúng ta đã nghe rõ câu trả lời của bạn Tiến Quang và bạn Thoan, bạn thân của bạn Tiến Quang. Hãy tiếp thêm sức mạnh cho bạn thân mình đi. Em rất tin tưởng vào câu trả lời của bạn. Em nghĩ cũng đó là phương án đúng ạ. Quang ơi, bình tĩnh, tự tin, chiến thắng. Tiến Quang thân mến, bạn có biết là nếu như bạn trả lời đúng bây giờ thì bạn sẽ có thêm được bao nhiêu điểm không ạ? Dạ, hình như là 40 điểm ạ. Vâng, không phải là hình như mà chắc chắn là 40 điểm ạ. Chúc mừng Tiến Quang. Địa Trung Hải chính là từ khóa mà ngày hôm nay chúng ta phải đi tìm. Trung Hải là một phần của Đại Tây Dương, được vây quanh bởi đất liền, phía Bắc bởi châu Âu, phía Nam bởi châu Phi và phía Đông bởi châu Á. Địa Trung Hải ở trong tiếng Anh là Mediterranean. Và như vậy, Tiến Quang đã giành được 40 điểm. Hình ảnh trong chướng ngại vật chính là hình ảnh vệ tinh của khu vực Địa Trung Hải ạ. Vâng, với sự xuất sắc của mình thì bạn Tiến Quang đã củng cố hơn nữa ngôi vị dẫn đầu đoàn leo núi. Và các thí sinh còn lại hãy đừng lo lắng vì phía trước sẽ còn rất nhiều những điểm số cao dành cho các bạn. Bây giờ chúng ta hãy cùng tổng kết xem điểm số mà họ giành được sau hai phần thi đầu tiên là như thế nào. Đang có 10 điểm là Hoàn Vũ, 40 là điểm số của Kiều Trinh, sở hữu số điểm 60 là Yến Linh và tạm thời dẫn đầu với 160 điểm là Tiến Quang. Khá là tuyệt vời. Bởi vì em đã giải được chướng ngại vật ạ. Chướng ngại vật ngày hôm nay thì khá khó bởi vì địa lý không phải là lĩnh vực yêu thích của em. Em bấm chuông là em đang phân vân giữa Địa Trung Hải và Cảnh Sát Đạo mà em cũng chưa kịp đếm chữ. Với lại khi mà em thấy cái hình mở ra thì em cứ nghĩ là Cảnh Sát Đạo nên em chọn Cảnh Sát Đạo. Cái ô thứ ba thì em cũng nghĩ rất là Địa Trung Hải, em vừa mới đếm chữ cái thôi bạn đã trả lời rồi. Em rất là tiếc ạ, bởi vì cái lỗi bấm chuông của mình ạ. Nhưng mà em cũng thấy rất là mừng cho bạn bạn Quang, bạn đã vượt qua được phần chướng ngại vật rất tốt. Cách biệt về điểm số là khá lớn. Ai sẽ là người trả lời nhanh và chính xác nhất? Chỉ bắt có 0 giây 29, một quy luật thật chính xác. Ở nửa đầu của hành trình ngày hôm nay thì Tiến Quang là người xuất sắc hơn cả. Và bây giờ cả 4 thí sinh sẽ tiến vào nửa sau của hành trình, bắt đầu với phần thi tăng tốc. Lúc này cách biệt về điểm số là khá lớn và chúng tôi hy vọng là khoảng cách này sẽ được rút ngắn lại qua những câu hỏi đầy kịch tính của phần thi tăng tốc. Bây giờ sẽ là nội dung của câu hỏi đầu tiên. Các bạn đang được nhìn thấy 6 hình vẽ và mỗi hình vẽ được kết nối bởi 3 hình tròn màu xanh, màu đỏ. Bên trong có các số tự nhiên. Hãy điền hình còn thiếu vào dấu hỏi chấm. Trả lời nhanh nhất trong câu hỏi này là bạn Tiến Quang và bạn lựa chọn hình B. Bạn Kiều Trinh lựa chọn hình A và đó cũng là câu trả lời của các bạn Yến Linh, Hoàn Vũ. Tôi muốn hỏi Tiến Quang, người chỉ mất có 0 giây 29 để đưa ra phương án trả lời. Bạn tìm thấy quy luật gì? Dạ em thưa chị, quy luật ở hình vẽ này là số ở dưới và số ở bên trái thì cộng lại bằng số bên phải và các số không phải số nguyên tố thì tô màu xanh và các số nguyên tố thì tô màu đỏ. Vâng, bạn đã tìm ra một quy luật thật chính xác. Như vậy, đáp án là hình B của bạn Tiến Quang cũng là một câu trả lời đúng. Xin chúc mừng Tiến Quang đã giành được thêm 40 điểm. Bây giờ sẽ là nội dung của câu hỏi thứ hai. Hãy cho biết đây là tỉnh thành nào?
trả lời nhanh nhất trong câu hỏi này là bạn Hoàn Vũ, và phương án được bạn đưa ra là Điện Biên. Câu trả lời của bạn Tiến Quang cũng như vậy, và đó cũng là sự lựa chọn của bạn Kiều Trinh. Xin chúc mừng ba bạn với câu trả lời chính xác. Như vậy Hoàn Vũ đã có thêm 40 điểm, Tiến Quang có thêm 30 điểm và Kiều Trinh có thêm 20 điểm. Ở câu hỏi thứ 3, hãy cùng chờ xem ai sẽ là người trả lời nhanh và chính xác nhất. Hãy sắp xếp các dụng cụ sau với các môn học tương ứng. Tiến Quang là người trả lời nhanh nhất ở câu hỏi này, và phương án sắp xếp của bạn là BCDA. Câu trả lời của bạn Kiều Trinh là BCAD. Phương án sắp xếp của bạn Yến Linh và Hoàn Vũ cũng giống như Tiến Quang là BCDA. Và sau đây sẽ là hình vẽ đáp án ạ. Câu trả lời chính xác chính là BCDA. Và xin chúc mừng Tiến Quang đã có thêm 40 điểm, Yến Linh có thêm 30 điểm và Hoàn Vũ có thêm 20 điểm. Nhanh chóng chúng ta đã đi tới câu hỏi cuối cùng trong phần thi tăng tốc, và kết thúc câu hỏi này thì chúng ta sẽ biết được hành trang về điểm số của những nhà leo núi trước phần thi về đích là bao nhiêu. Đây là gì? Trả lời nhanh nhất trong câu hỏi này là Hoàn Vũ, và phương án được bạn đưa ra là Rubik. Đó cũng là sự lựa chọn của bạn Kiều Trinh. Tiến Quang đã lựa chọn trò chơi yêu thích của bạn để làm câu trả lời, và phương án trả lời của bạn Yến Linh là Rubik. Như vậy xin chúc mừng Hoàn Vũ đã có thêm 40 điểm và Kiều Trinh có thêm 30 điểm. Chúc mừng các bạn đã hoàn thành phần thi tăng tốc. Và như vậy là các thí sinh chỉ còn cách vòng nguyệt quế một phần thi nữa thôi, phần thi về đích. Và bây giờ chúng ta hãy cùng xem những số điểm mà họ mang đến phần thi này là những số điểm như thế nào. Đang có 90 điểm là bạn Kiều Trinh. Đó cũng là điểm số của bạn Yến Linh. Sở hữu số điểm 110 là bạn Hoàn Vũ. Và tạm thời dẫn đầu với 270 điểm là Tiến Quang. Tôi nghĩ là em đã tạo được cách biệt an toàn của các bạn rồi. Dạ, em vẫn chưa hài lòng lắm. Mà do em hấp tấp nên nó lại một lần nữa đánh mất một số điểm. Em thấy tiếc như câu hỏi Điện Biên vì em trả lời ghi đáp án chưa kịp ạ. Rất là tiếc nuối ạ, bởi vì mình đã không cẩn thận trong việc gõ máy. Và phần thi về đích em sẽ lại cố gắng một lần nữa, vẫn còn hy vọng dành cho em ạ. Xuất phát ở vị trí cuối cùng thì vẫn vừa là lợi thế nhưng mà cũng là trở ngại với em, bởi vì là nếu mà các bạn trước mà thi tốt thì em lại bị vấn đề tâm lý, còn xuất phát cuối cùng thì sẽ lựa chọn được câu hỏi phù hợp và chính xác. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Đường lên đỉnh Olympia. Chúng ta đang đi tới phần thi cuối cùng có tính chất quyết định phần thi về đích. Và hiện tại số điểm mà các nhà leo núi đang sở hữu lần lượt là 90, 110, 90 và 270. Tính tới thời điểm này thì số điểm nhì cao nhất đang là 200 điểm, và đó sẽ là thông tin quan trọng cho các bạn thí sinh trước khi họ đến với phần lựa chọn gói câu hỏi cho phần thi về đích cuối cùng này. Và người đầu tiên sẽ tiến tới vị trí về đích là bạn Kiều Trinh. Lúc này thì bạn đang cảm thấy thế nào ạ? Em đang cảm thấy rất là thoải mái ạ. Đã thoải mái rồi, nhưng có thể là một tràng pháo tay ở dưới kia sẽ khiến cho bạn tự tin hơn nữa. Xin mời. Em xin lựa chọn gói câu hỏi 60 điểm ạ. Chúc bạn thành công với gói câu hỏi này. Lúc này thời cơ thuận lợi đã tới, dù hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập là chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho sự kiện nào? Sự kiện Xuân Mậu Tuất ạ, 1968. Xin mời các bạn thí sinh còn lại. Mời Hoàn Vũ. Dạ, chị ơi, miền Bắc tiếp thế lương thực cho miền Nam. Rồi, đó chưa phải là câu trả lời mà chúng tôi mong chờ ạ. Vừa rồi là chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho cuộc cách mạng tháng 8. Bây giờ sẽ là câu hỏi thứ hai dành cho Kiều Trinh. Bạn em chọn ngôi sao hy vọng ạ. Vâng, mong là ngôi sao này sẽ mang lại may mắn cho bạn. Một đoàn tàu hỏa dài 50m chạy qua hầm với vận tốc 36 km/h. Kể từ lúc đầu tàu qua hầm đến lúc toa cuối cùng ra khỏi hầm mất 1 phút 20 giây. Hỏi hầm dài bao nhiêu mét?
cơ hội ghi điểm sẽ thuộc về các bạn thí sinh còn lại. Xin mời. Mời Tiến Quang. Em chỉ câu trả lời của em là 750m ạ. Bạn đã tính như thế nào ạ? Dạ, vận tốc là 36 km/h, đi qua hầm mất 1 phút 20 giây, thì nghĩa là tổng độ dài hầm và độ dài của tàu là 800m, trừ đi 50m của tàu là còn 750m ạ. Vâng, đó là một câu trả lời rất chính xác. Chúc mừng Tiến Quang. Và Kiều Trinh sẽ còn một cơ hội ghi điểm trong lượt thi của bạn, và hy vọng là cơ hội này sẽ không làm khó bạn. Đây sẽ là một câu hỏi bằng tiếng Anh ạ. Hi, my name's Tim and I'm from the UK. I love traveling, and last year I visited this country in Africa. It's one of the richest countries in Africa, and one of its major cities is Cape Town. Do you know which country I'm talking about? Good luck. Egypt. Egypt. Rất tiếc đó chưa phải là câu trả lời đúng. Xin mời các bạn thí sinh còn lại. Mời Hoàn Vũ. Câu trả lời của em là Dubai. Thầy giáo tiếng Anh chia sẻ, năm ngoái thầy ghé thăm một đất nước ở châu Phi. Đây là một trong những quốc gia giàu có nhất và thủ đô được nhiều người biết tới là Cape Town. Đó là đất nước nào? Đáp án cho câu hỏi này là Nam Phi. South Africa mới là đáp án. Cảm ơn Kiều Trinh đã hoàn thành phần thi về đích. Bây giờ thì bạn có thể nghỉ ngơi một chút rồi ạ.